Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Ở video lần này, Nguyên sẽ đưa cả nhà đi ăn sáng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, là kiểu Kavati, và sau đó đi mua sắm đồ nội thất. Hôm nay trời mưa lại cả nhà ơi, nhiệt độ bên ngoài lúc này là 5 độ C. Hôm qua thì trời rất là đẹp, nhiệt độ bên ngoài là 20 độ C. Hôm nay thì đùng một cái là nhiệt độ thấp xuống và trời thì mưa. Đó, thời tiết tháng 4 rất là thất thường. Và bây giờ mình đã tới Figaro rồi đây. Vì trời vẫn còn rất là lạnh cho nên là hệ thống sưởi được bật lên ngay. Đầu tiên là mình sẽ được phục vụ một bình trà nóng như thế này. Và đây là kiểu ăn sáng Kavati ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rau củ quả rất là nhiều. Có bánh mì, phô mai, ô liu. Đây là salad yaour nè. Đây là salad phô mai với lại rau trộn lại. Ăn rất là ngon và rất là nhẹ bụng nữa. Đây là yaour, rau và các loại ở chính giữa. Còn đây là Borac. Nhìn đơn giản nhưng mà là điểm nhấn của cái quán này đó. Borac của họ làm là vẫn còn độ giòn, độ nóng và rất là thơm, mùi phô mai, mùi rau nữa, đặc biệt là có rau nha. Borac ở những nơi khác là chỉ toàn phô mai thôi, nhưng mà đây có rau. Đó, buổi sáng của họ như vậy đó. Đó, Borac mình rất là thích, hình như là có đậu xanh hay sao á. Mình lật lên mình thấy vậy, ăn ngon lắm. Còn đây là món menemen. Menemen là nguyên liệu chính là trứng, nhưng mà đây có thêm phô mai nữa. Nhưng mà họ làm gia vị sao đó rất là hài hòa, rất là thơm. Và có cả phô mai như thế này nữa. Hôm nay trời mưa cho nên ngoài trời vẫn rỉ rả như thế này. Nhưng mà nhìn khung cảnh rất là xanh sạch luôn. Nhìn rất là thư giãn. Mà cũng nhờ có cái máy sưởi ở đây chứ không là lạnh teo luôn á. Đó, đây là phong cách đặc trưng ở Thổ Nhĩ Kỳ nè. Trước bữa ăn, trong bữa ăn và sau bữa ăn đều có trà nóng. Cái quán này là được truyền qua nhiều thế hệ rồi nè. Đây là những hình ảnh mà chủ quán để lên để tưởng nhớ ông bà tổ tiên của họ đó. Họ có giới thiệu mẹ của họ nữa, hơi mà trong hình á. Và kèm theo những vật dụng cổ. Cái bếp nhỏ như vậy thôi, nhưng mà khách rất là đông. Đều. Và ăn sáng xong thì bây giờ mình sẽ qua Uplus. Bên cái trung tâm thương mại này thì có rất là nhiều gian hàng về đồ trang trí nội thất. Nhưng mà trước khi lên khu đồ trang trí nội thất thì mình ăn bánh uống cà phê cho người nó tỉnh táo. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì người ta hay nhắc đến cái bánh baklava, nhưng mà nói về bánh thì ở đây còn rất là nhiều loại khác nữa. Và đặc biệt là những chiếc bánh làm từ những cái hạt như là hạt hạnh nhân nè, hạt óc chó nè, hạt dẻ cười nè. Đó là những cái bánh đó là ăn ngon mà lại rất là bổ dưỡng nữa. Và trong một quán bánh tuy rất là nhỏ thôi nhưng mà họ phục vụ rất là nhiều thể loại đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Như là bánh mì cũng có nè, bánh mì nhỏ cũng có, bánh mì lớn cũng có, bánh ngọt, rồi bánh macaron, rồi bánh từ các hạt, từ trái cây, bánh sinh nhật vân vân. Nhiều lắm, mà ở đây mình thích nhất là cái bánh làm từ hạt hạnh nhân á. Ăn không có bị ngọt và cực kỳ thơm. Ăn cái này cũng tốt cho sức khỏe nữa. Đó, họ làm như vậy đó. Làm từ cái hạt bột mì nguyên cám nữa. Và đây là cửa hàng mình sẽ vào đầu tiên để xem đồ nội thất. Vào đây là hoa mắt luôn cả nhà ơi. Nhìn món gì cũng muốn mua hết. Cái nhu cầu của mình á, mục đích đầu tiên là chỉ có một món thôi. Ví dụ là chiếc ghế đi. Thì chiếc ghế họ trang trí, họ kèm theo cái vật dụng mình nhìn rất là đẹp. Thế là mình sẽ thích cái vật dụng kia nữa. Và rất là nhiều thể loại bộ bàn ghế ở đây cho mình lựa chọn.
Đây là bộ bàn ghế da nè. Còn đây là bộ bàn ghế lấy gỗ làm chủ đạo nè. Trời ơi, mình nhìn bộ nào mình cũng thích hết, mình không biết lựa bộ nào luôn. Đặc biệt mình thích chiếc ghế xoay này nè. Nó đơn giản nhưng mà nhìn rất là đẹp. Bên cạnh chiếc ghế đáng yêu này thì có cái bình hoa tulip cũng rất là hợp tông luôn. Công nhận là họ biết cách khơi gợi, họ biết cách làm phát sinh thêm nhu cầu mới cho khách hàng. Ở Thổ thì mình thấy hoa tulip với hoa hồng là họ thường làm đồ trang trí á. Làm hoa giả cũng hay thường làm hoa tulip với hoa hồng với các loại màu sắc khác nhau. Đây là cái cách mà gọi là khơi gợi nhu cầu vô tận này. Làm cho khách hàng thiếu điều muốn thay đổi hết cái dàn nội thất bên trong ngôi nhà luôn. Tức là cái bộ bàn ghế này sẽ đi kèm với cái tủ này. Và bên trong chiếc tủ này sẽ đi kèm những vật dụng trang trí hợp tông. Và đi kèm những bức tranh hợp tông cho tổng thể. Và sẽ đi kèm với cái giường ngủ hợp tông cho tổng thể. Đó, rồi đèn ngủ, rồi những cái vật dụng trang trí đi kèm nữa. Bàn trang điểm nè, khung ảnh nè, bình hoa nè, tất tần tật, bức tranh nè, họ khơi gợi cho bạn hết luôn. Còn đây là một ý tưởng khác nữa. Và đi kèm những chiếc thảm hợp tông cho những bộ bàn ghế này. Đó, đất nước của những chiếc thảm bay cho nên là thảm rất là nhiều. Còn đây là một ý tưởng khác nữa mà mình nhìn mình cũng rất là thích luôn. Mình nói là mình hoa mắt là có thật mà. Công nhận là những món đồ trang trí trong nhà bếp luôn có sức hút đối với mình, mặc dù nhu cầu ban đầu là mình không có. Ở đây thì đồ pha lê rất là đẹp. Đó, những bộ chén đĩa và ly, muỗng, tách đi kèm á, rất là hợp tông, đẹp lắm luôn á. Bộ nào mình cũng thích hết trơn á. Những chiếc đèn chùm thì cũng rất là đa dạng, đủ thể loại, đa dạng mẫu mã. Tự nhiên đang coi đồ nhà bếp mà thấy đèn chùm đẹp quá, cũng đu theo luôn. Đây là qua cửa hàng khác rồi, cửa hàng Portland. Thì đây là chuyên về gốm sứ ở Thổ Nhĩ Kỳ nè. Thank you.
Đây là những ý tưởng để gợi ý những bộ bát, chén, đĩa, ly đi kèm hợp tông với nhau. Đó, nguyên trên bàn ăn như vậy rồi và còn rất nhiều vật dụng đi kèm ở phía dưới nữa, cho nên mua một bộ làm cũng rất là nhiều tiền đó. Như vậy là video kia này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới.